Bất chấp Nga cảnh báo phương Tây phải trả giá đắt, quan chức NATO tiếp tục thuyết phục cho phép Ukraine sử dụng vũ khí được viện trợ để tấn công sâu lãnh thổ đối phương. Bên kia, quan chức an ninh cao cấp nhất của Nga vừa tới Triều Tiên. Hai bên trao đổi những vấn đề đáng chú ý gì? Liệu có ảnh hưởng tới cuộc chiến Ukraine? Cùng lúc đó, giới chức Pháp bày tỏ lo ngại về Thế chiến thứ ba. Hai đầu tàu trong Liên minh châu Âu là Pháp và Đức cùng lúc gặp phải nhiều thách thức giống nhau. Điều này ảnh hưởng gì đến liên kết nội khối? Một nhà báo nổi tiếng vừa cho rằng truyền thông phương Tây nhận lệnh từ các cơ quan tình báo. Liệu điều này có phải là sự thật? Cùng với một số thông tin về thiên tai bão lũ trên toàn cầu, tất cả sẽ có trong chương trình An ninh trật tự 24 giờ ngay sau đây. Phi Yến chào mừng quý vị cùng đến với chương trình An ninh trật tự thế giới 24 giờ ngày hôm nay. Và sau đây là những nội dung nổi bật trong chương trình. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Reuters đưa tin ngày 14 tháng 9, một quan chức quân sự cấp cao của NATO cho biết Ukraine có lý do quân sự chính đáng để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí do phương Tây sản xuất. Thủ tướng Anh Keir Starmer đã gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng vào thứ Sáu ngày 13 tháng 9 để thảo luận về khả năng cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa nhằm tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga. Tổng thống Vladimir Putin đã cảnh báo rằng nếu Ukraine được phép tấn công bằng tên lửa tầm xa do phương Tây sản xuất, thì phương Tây sẽ thực sự tham gia vào một cuộc chiến chống lại Nga. Tại một cuộc họp của Ủy ban quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương ở Prague, Chủ tịch Ủy ban Đô đốc Rob Bauer nhấn mạnh rằng, theo luật về xung đột vũ trang, các quốc gia có quyền tự vệ và quyền này không chỉ giới hạn trong biên giới quốc gia của họ. Ông Bauer giải thích rằng, lý do quân sự để Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga là nhằm làm suy yếu kẻ thù. Điều này bao gồm việc cắt đứt các tuyến cung cấp, nhiên liệu và đạn dược đến các tiền tuyến của Nga. Ông nhấn mạnh rằng để bảo vệ đất nước, Ukraine cần không chỉ phòng thủ mà còn phải tấn công các nguồn lực và điểm yếu của đối phương. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban quân sự của NATO cũng lưu ý rằng các quốc gia cung cấp vũ khí cũng có quyền đặt ra giới hạn về cách sử dụng những vũ khí đó. Điều này cho thấy sự cần thiết phải cân nhắc kỹ lưỡng giữa các yếu tố quân sự và chính trị trong quyết định hỗ trợ Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các đồng minh cho phép Ukraine sử dụng các loại tên lửa tầm xa của phương Tây như ATACMS của Mỹ và Storm Shadows của Anh để giảm khả năng tấn công của Moscow. Tổng thống Putin đã cho biết rằng việc lập trình đường bay của những tên lửa này sẽ cần sự hỗ trợ từ nhân viên quân sự NATO vì Ukraine không có khả năng tự thực hiện. Sự phát triển này cho thấy mối quan hệ ngày càng chặt chẽ giữa Ukraine và các đồng minh phương Tây trong bối cảnh cuộc xung đột đang diễn ra. Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un vừa đón tiếp thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergei Shoigu tại thủ đô Bình Nhưỡng. Hai bên cam kết làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ song phương. Chủ tịch Kim cũng chúc nhân dân Nga chiến thắng. Tháng 6 năm 2024, Tổng thống Nga Putin thăm cấp cao đến Triều Tiên lần đầu kể từ năm 2000. Hai bên ký kết Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện, trong đó có điều khoản bên này hỗ trợ bên kia nếu bị nước ngoài tấn công. Tổng thống Putin nói Nga không loại trừ khả năng hợp tác phát triển vũ khí và quân sự với Triều Tiên, vì phương Tây đang đưa phương tiện hiện đại cho Ukraine với số lượng lớn. Phái đoàn do ông Shoigu dẫn đầu đã tới Bình Nhưỡng từ ngày 13 tháng 9. Hai phía trao đổi quan điểm về nhiều vấn đề song phương lẫn đa phương. Đàm phán diễn ra trong bầu không khí tin tưởng và thân thiện, phản ánh lộ trình hai lãnh đạo cao nhất đặt ra vào tháng 6 vừa rồi. Hãng thông tấn nhà nước KCNA của Triều Tiên nói rằng, cuộc gặp giữa ông Kim và Shoigu tập trung vào làm sâu sắc hơn đối thoại chiến lược, cũng như tăng cường hợp tác để bảo vệ an ninh chung. Lãnh đạo Triều Tiên ca ngợi tiến triển trong hợp tác giữa hai nước về chính trị, kinh tế và văn hóa. Ông Kim cam kết mở rộng hợp tác với Liên bang Nga theo tinh thần Hiệp ước quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Kết thúc cuộc gặp, ông Kim gửi lời chào tới Tổng thống Putin và người dân Nga, chúc họ chiến thắng, thịnh vượng, hạnh phúc và hòa bình. Giữa tháng 7 vừa qua, ông Kim cũng tiếp một phái đoàn quân sự Nga do Thứ trưởng Quốc phòng Alexei Krivorutko dẫn đầu. Thời điểm đó, hai bên nhất trí quân đội Triều Tiên và Nga nên hợp tác với nhau để đóng vai trò quan trọng hơn trong việc bảo vệ hòa bình khu vực, toàn cầu cũng như công lý quốc tế. Theo một số nhà phân tích phương Tây, trong bối cảnh Nga vẫn chưa đẩy lùi được cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk, chuyến đi Triều Tiên của ông Shoigu không loại trừ khả năng kêu gọi Bình Nhưỡng trợ giúp về vũ khí. Một số thành viên chính phủ Pháp lo ngại xung đột Ukraine đang vượt tầm kiểm soát. Báo Le Monde đưa tin vào thứ Bảy 14 tháng 9. Trích dẫn các nguồn tin ngoại giao, nỗi lo về đối đầu leo thang thành đụng độ trực tiếp giữa Nga và NATO đã tăng trong vài ngày qua.
khi Hoa Kỳ và đồng minh cân nhắc cho phép Kiev tấn công sâu trong lãnh thổ Nga bằng vũ khí của phương Tây. Pháp tuyên bố không có lập trường chính thức về vấn đề này. Một số nhà ngoại giao giấu tên thừa nhận Paris lo ngại về khả năng leo thang và đã cố tránh điều đó. Một quan chức nói, chúng ta phải làm mọi thứ có thể để tránh Thế chiến thứ ba. Người ta không thể chỉ đơn giản là bác bỏ giả thuyết. Người Nga có thể mở rộng quy mô hoạt động quân sự. Ngày 12 tháng 9, Tổng thống Putin cảnh báo dỡ bỏ hạn chế cho Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây liên quan trực tiếp đến Hoa Kỳ và đồng minh trong xung đột. Phương Tây sẽ đối mặt với phản ứng thích đáng. Theo Tổng thống Nga, vũ khí tầm xa dựa vào thông tin tình báo và giải pháp nhắm mục tiêu của phương Tây, Kiev không thể tự mình sử dụng. Quan điểm đó được Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Vasily Nebenzia nhắc lại. Ông cảnh báo động thái trên sẽ cấu thành một cuộc chiến công khai giữa NATO và Nga. Phương Tây không thể trốn tránh trách nhiệm và đổ lỗi cho Kiev về mọi thứ. Washington luôn biết cách làm im lặng mọi bất đồng chính kiến, vì quyền tự do ngôn luận chỉ áp dụng cho những kênh ủng hộ và tuân theo chỉ thị của cơ quan tình báo. Bà Margarita Simonyan, tổng biên tập tờ RT vừa cho biết như vậy. Ngoại trưởng Antony Blinken vừa công bố vòng trừng phạt mới nhất đối với kênh RT của Nga. Lý do RT tham gia vào các hoạt động bí mật gây ảnh hưởng và giống như một nhánh của cơ quan tình báo Nga. Đầu tháng 9, Washington cũng trừng phạt bà Ramonyan và ba phóng viên RT khác với cáo buộc cố gắng gây ảnh hưởng tới bầu cử 2024. Bà Simonyan khẳng định chiến dịch đàn áp mới nhất là nỗ lực bịt miệng các kênh truyền thông trung lập trước thềm cuộc bầu cử. Bà chia sẻ họ cần phải làm cho mọi tiếng nói im lặng. Đây là bản chất của tự do và dân chủ theo kiểu phương Tây. Ý tưởng tự do báo chí của Hoa Kỳ không mở rộng đến người phản đối họ. Bà lưu ý các phương tiện truyền thông chính thống của Hoa Kỳ thường công bố nhiều thông tin rò rỉ nhạy cảm cũng như thông tin từ các quan chức giấu tên do mối quan hệ với cộng đồng tình báo. Bà kết luận, nếu bạn nhìn vào những người điều hành các tổ chức này thì họ nằm trong gia đình có người làm ở cộng đồng tình báo, cựu sĩ quan tình báo hoặc có liên hệ với mạng lưới tình báo. Họ nhận lệnh từ cơ quan tình báo phải viết cái này, viết cái kia. Họ hợp nhất với nhau từ lâu. Sau chiến tranh lạnh, Đức và Pháp là hai động lực lớn bậc nhất của quá trình hội nhập trong lòng châu Âu. Tuy nhiên, hiện nay, hai quốc gia đang đối mặt với giai đoạn đầy thử thách trong nội bộ, có thể cản trở quá trình trên. Thủ tướng Đức Olaf Scholz vẫn đang choáng váng vì kết quả bầu cử ở bang Thuringia với thắng lợi của đảng cực hữu AfD. AfD giành được 32% phiếu bầu, nhiều hơn 10% so với người về thứ hai là Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo. Kết quả trên có thể báo hiệu AfD sẽ chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử năm 2025. Khi đó, Liên minh cầm quyền của ba đảng gồm Dân chủ Xã hội của Thủ tướng Scholz, Đảng Xanh và Đảng Dân chủ Tự do sẽ chấm dứt. Tình huống xấu nhất là AfD giành chiến thắng. Ông Scholz có thể vẫn duy trì được quyền lực bằng cách thành lập liên minh khác. Tuy nhiên, bài học ở Pháp đang cho thấy sự thật cay đắng. Năm 2027, Tổng thống Pháp Macron không thể tranh cử do kết thúc hai nhiệm kỳ. Nhiều tiếng nói cho rằng khả năng cao chính trị gia cực hữu Marine Le Pen sẽ là người kế nhiệm. Trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu tháng 6 và 7 vừa qua, các đảng cực hữu ở Pháp đã giành nhiều ghế hơn đáng kể, sau đó là cuộc bỏ phiếu bầu Hạ viện Pháp. Kết quả không có đảng nào giành thế đa số. Điều này khiến Pháp không thể thành lập được một chính phủ chính thức. Ngày 5 tháng 9, Tổng thống Macron bổ nhiệm cựu chuyên gia đàm phán theo đường lối cứng rắn Michel Barnier làm thủ tướng, với hy vọng nhận được sự ủng hộ từ đảng cực hữu ON. Giới quan sát vẫn đang chờ liệu ông Barnier có thể thành lập chính phủ mạnh mẽ và bền vững hay không. Pháp và Đức từ lâu được xem là trung tâm quyền lực, có tiếng nói lớn trong việc kết nối châu Âu. Năm 1963, hai nước ký Hiệp định Élysée, thiết lập nền tảng cho hợp tác sau nhiều thập kỷ cạnh tranh. Ngày nay, hai nước chia sẻ quan điểm chung trong hàng loạt vấn đề, như cuộc chiến ở Ukraine. Tuy vậy, liên minh lỏng lẻo này đang ngày càng đối mặt với nhiều vấn đề. Ví dụ, mối quan hệ cá nhân được cho là không tốt giữa ông Macron và Scholz. Kinh tế cả hai ảm đạm và nỗi lo ông Trump trở lại Nhà Trắng. Trong nhiệm kỳ trước, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump từng kêu gọi các quốc gia noi gương Vương quốc Anh là rời khỏi Liên minh châu Âu. Theo chuyên gia Andrew Hammond, viết trên Arab News, mối quan hệ giữa ông Macron và Scholz nói riêng cũng như mối quan hệ Pháp-Đức nói chung vẫn đóng vai trò định hướng ở Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, rủi ro đang gia tăng, đe dọa không chỉ tương lai quan hệ hai nước mà cả quan hệ trong nội bộ EU. Báo cáo của Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền OHCHR về Sudan vừa được công bố đầu tháng 9 năm 2024, báo cáo nói về vi phạm nhân quyền ở quốc gia châu Phi,
kêu gọi truy cứu trách nhiệm những cá nhân thực hiện tội ác và gợi ý gửi lực lượng quốc tế tới gìn giữ hòa bình. Vấn đề đưa lực lượng quốc tế đã được thảo luận và tranh cãi trong thời gian dài. Tại nước láng giềng Nam Sudan, lực lượng quốc tế được cho là đã làm tương đối tốt sứ mệnh. Tuy nhiên, tại Sudan, ý kiến này vấp phải sự phản đối của chính phủ. Theo chuyên gia Osman Migani viết trên tờ Aswad News, lực lượng nước ngoài vào can thiệp chỉ khiến mọi thứ phức tạp và rủi ro hơn. Chính phủ Sudan coi việc kêu gọi triển khai lực lượng quốc tế là nỗ lực chính trị hóa. Người ta sẽ đặt câu hỏi tại sao không triển khai lực lượng quốc tế đến dải Gaza hay Ethiopia để bảo vệ dân thường khỏi lực lượng Tigray. Tình hình hiện nay ở Sudan rất phức tạp, không giống cuộc chiến Darfur trước đây. Xung đột đang diễn ra ở khu vực rộng lớn, triển khai có thể tốn rất nhiều binh sĩ và mạng lưới hậu cần khổng lồ. Điều này không khả thi. Trước đây, Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Âu từng gửi lực lượng gìn giữ hòa bình tới Darfur, nhưng chỉ giới hạn trong phạm vi một tỉnh. Ý tưởng gửi lực lượng tới Sudan có thể cũng không nhận được sự ủng hộ từ các cường quốc. Nga và phương Tây đang bận tâm đến chiến sự Ukraine. Trung Quốc không muốn phiêu lưu quân sự ở bên ngoài. Báo cáo của OHCHR còn kêu gọi cấm vận vũ khí hai lực lượng trong cuộc nội chiến Sudan là quân chính phủ và phe phản ứng nhanh RSF. Chuyên gia Osman Migani cho rằng không nên đánh đồng hai lực lượng này. Quân chính phủ Sudan được cộng đồng quốc tế công nhận, trong khi RSF là phiến loạn, gây ra nhiều vụ cướp bóc và vấn đề nhân đạo. Nếu như cấm vận vũ khí quân đội Sudan sẽ cản trở nỗ lực bảo vệ dân thường, người dân đang chạy trốn khỏi các nơi RSF kiểm soát. Họ rất muốn cắt nguồn cung vũ khí cho RSF, chứ không phải cho chính phủ. Theo chuyên gia Osman Migani, để kết thúc chiến tranh, cần ngưng chuyển vũ khí cho RSF. Gửi lực lượng gìn giữ hòa bình có thể giúp RSF bám rễ tại những nơi đang kiểm soát, làm phức tạp và khiến cuộc xung đột tại Sudan khó giải quyết hơn. Quan hệ ba bên trong AUKUS được cho là tập trung vào Trung Quốc và Triều Tiên, ngay cả khi không tuyên bố công khai. Úc, Anh và Hoa Kỳ đang kỷ niệm 3 năm ngày thành lập Liên minh 15 tháng 9, nhưng mục tiêu và ý nghĩa thực sự của AUKUS vẫn chưa rõ ràng. Theo chuyên gia Nishank Motwani viết trên Nikkei Asia, nói một cách đơn giản, AUKUS được thiết kế để ngăn Trung Quốc động binh với nước khác. Đạt được mục tiêu đó, AUKUS quyết định cung cấp tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Úc, sau đó thúc đẩy đổi mới công nghệ. Nếu đúng, AUKUS khó đẩy lùi được Trung Quốc. Nỗ lực sản xuất vũ khí và đổi mới công nghệ của cường quốc số 2 thế giới được cho là vượt qua AUKUS trong một số lĩnh vực quan trọng. Giai đoạn 30 năm từ khi thành lập, các quốc gia thành viên sẽ chứng kiến ít nhất 10 chu kỳ bầu cử ở Úc, 8 ở Hoa Kỳ và 6 ở Vương quốc Anh. Mỗi chu kỳ đều có thể thay đổi hướng đi của liên minh. Không có chính sách nào miễn nhiễm với thay đổi chính trị. Tầm nhìn 30 năm đòi hỏi AUKUS phải giải quyết vấn đề ngay bây giờ, nếu không sẽ quá muộn. Ví dụ giành được sự ủng hộ của công chúng, kiểm soát xuất khẩu công nghệ quan trọng và đảm bảo các chuỗi cung ứng. Do đó, để AUKUS hoạt động, theo một số chuyên gia là phải đổi mới, không thể chậm chạp như hiện nay. Ví dụ AUKUS đối mặt với thách thức ngày càng lớn ở Úc, từ khi hai cựu thủ tướng chỉ trích việc đối tác cung cấp tàu ngầm hạt nhân được trang bị vũ khí thông thường. Không loại trừ khả năng, các đảng chính trị của hai vị cựu thủ tướng này sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sau. Hiện nay, cử tri quan tâm nhiều đến vấn đề cấp bách như biến đổi khí hậu, nhập cư, chăm sóc sức khỏe, nhà ở, giáo dục và thất nghiệp. Trung Quốc có thể gia tăng các hoạt động gây ảnh hưởng. Những đảng ủng hộ AUKUS thất bại là có thể. Điểm yếu của AUKUS là chưa giải thích tầm nhìn chiến lược của mình một cách hiệu quả. Nguyên tắc của AUKUS được cho là chưa tạo điều kiện thuận lợi để đi theo lộ trình tối ưu. Ví dụ hợp tác phát triển công nghệ quân sự tiên tiến như công nghệ dưới nước, lượng tử, AI, an ninh mạng, siêu thanh và công nghệ mới nổi. Nhiều thứ đang bị cản trở bởi thủ tục hành chính quan liêu. Thời gian gần đây có một số tiến bộ như Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sửa đổi quy định kiểm soát buôn bán vũ khí quốc tế, tạo điều kiện cho chia sẻ công nghệ với Úc và Anh. Tuy nhiên mới chỉ là khởi đầu và chưa có lý thuyết nào biến thành thực tế đáng chú ý. Các vấn đề như cơ chế cũ, giấy phép phức tạp và phân loại hợp tác vẫn chưa được giải quyết. Cải cách phải là bước đi quan trọng nhất cho quá trình liên kết rộng lớn. Hiện nay, cơ chế hợp tác của AUKUS là chính phủ với chính phủ. Điều này khiến nhiều công ty tư nhân khó tiếp cận, nhất là trong lĩnh vực như đóng tàu hoặc bảo trì tàu chiến. Theo nhiều chuyên gia, AUKUS nên đảo ngược cách tiếp cận trên, đưa ra ưu đãi để thu hút sự đổi mới trong khu vực tư nhân. Nhu cầu là rất rõ ràng, đầu tư chung và hợp tác nghiên cứu là rất quan trọng, nhưng vẫn bị cản trở bởi vấn đề pháp lý cố hữu và có nguy cơ bị đình trệ nếu chính sách mua sắm America First được áp dụng. Lần đầu tiên kể từ năm 1978, Trung Quốc sẽ nâng tuổi nghỉ hưu, một động thái nhằm giảm thiểu sự suy giảm của lực lượng lao động, nhưng cũng đối mặt với nguy cơ khiến người lao động bất mãn trong bối cảnh nền kinh tế chững lại.
Tân Hoa Xã đưa tin, các thành viên Quốc hội đã thông qua kế hoạch kéo dài tuổi nghỉ hưu của người lao động thêm tối đa 5 năm. Cụ thể, nam giới sẽ nghỉ hưu ở tuổi 63 thay vì 60 như trước đây. Đối với lao động nữ, họ sẽ nghỉ hưu ở tuổi 55 thay vì 50, trong khi phụ nữ làm quản lý sẽ nghỉ hưu ở tuổi 58 thay vì 55. Việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu này diễn ra trong suốt 15 năm, bắt đầu từ tháng 1 năm sau, nhằm giữ nhiều người tiếp tục làm việc lâu hơn. Theo Michelle Lam, nhà kinh tế tại Công ty Dịch vụ Tài chính Đa Quốc gia Societe Generale SA, thời gian nâng tuổi nghỉ hưu được điều chỉnh khá dần dần. Các nhà hoạch định chính sách dường như đã tính toán cẩn thận tác động tiêu cực tiềm ẩn. Cổ phiếu của các công ty trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và người cao tuổi đã tăng mạnh sau tin tức này, với cổ phiếu của Shanghai Everjoy Health Group Co. tăng kịch trần 10%. Các công ty Chokis Health Industry Co. và Yangi Health Co. cũng tăng 6%. Shane Meng, giám đốc tại ngân hàng đầu tư Johnson & Co. có trụ sở tại Bắc Kinh nhận định, việc nâng tuổi nghỉ hưu có thể khiến người lao động đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe hơn và áp lực chăm sóc cha mẹ già có thể đòi hỏi sự hỗ trợ nhiều hơn từ các viện dưỡng lão. Tuổi nghỉ hưu của Trung Quốc hiện thuộc mức thấp nhất thế giới, dù tuổi thọ trung bình của dân số đã gia tăng đáng kể trong nhiều thập kỷ qua. Động thái tăng độ tuổi nghỉ hưu nhằm mở rộng cơ sở thuế và hoãn lại quyền tiếp cận phúc lợi, nhằm giảm bớt gánh nặng ngân sách nhà nước khi số người cao tuổi tăng nhanh chóng. Việc tăng tuổi nghỉ hưu được cho là nhằm thích nghi với tình hình phát triển nhân khẩu mới của Trung Quốc và phát huy hết tiềm năng nguồn nhân lực. Theo quy định của Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, quy định này đã làm dấy lên sự bức xúc từ những người lao động lo ngại về việc phải làm việc đến tuổi cao, cũng như lo lắng về cạnh tranh gia tăng trong thị trường lao động. Trên mạng xã hội Weibo, nơi thông tin này nhanh chóng trở thành chủ đề nóng với hơn 530 triệu lượt xem, một người dùng bình luận: "Bạn muốn tôi khi 60 tuổi phải cạnh tranh với người trẻ để kiếm việc làm à?" Nhiều người cũng phàn nàn về tình trạng phân biệt đối xử với ứng viên lớn tuổi, vấn đề mà chính phủ đã cam kết giải quyết từ lâu. Trong buổi họp báo hôm thứ Sáu, Thứ trưởng Bộ Lao động và An sinh Xã hội Trung Quốc Li Zhong cho biết, quá trình thay đổi từ này sẽ giảm thiểu tác động tiêu cực đến cơ hội việc làm cho giới trẻ. Ngoài ra, từ năm 2030, người lao động sẽ phải đóng góp vào quỹ hưu trí trong thời gian dài hơn trước khi đủ điều kiện nhận lương hưu. Thời gian đóng góp này sẽ tăng dần từ 15 năm lên 20 năm. Với tuổi thọ trung bình của người dân Trung Quốc hiện là 78 tuổi, việc nâng tuổi nghỉ hưu trở nên cấp bách nhằm bù đắp những thách thức nhân khẩu học do chính sách một con kéo dài nhiều thập kỷ. Theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, đến năm 2035, người từ 65 tuổi trở lên sẽ chiếm 30% dân số, tăng từ 14,2% vào năm 2021. Một người dùng Weibo khác bình luận: "Khi tôi sinh ra, họ nói dân số quá đông. Khi tôi sinh con, họ bảo rằng có quá ít trẻ em. Còn khi tôi làm, họ nói tôi quá già. Và khi tôi nghỉ hưu, họ lại bảo tôi còn quá trẻ." Trong những ngày gần đây, thành phố Springfield, bang Ohio, nước Mỹ đã liên tiếp nhận được các đe dọa đánh bom trong bối cảnh các thông tin sai lệch lan truyền từ giới cực hữu về người nhập cư Haiti tại địa phương. Những tin đồn thất thiệt này cho rằng người nhập cư Haiti đang ăn thịt vật nuôi và động vật hoang dã tại đây. Kể cả sau khi người phụ nữ khởi xướng tin đồn thất thiệt đã công khai thừa nhận sai lầm và xin lỗi trên NBC News, nhưng các mối đe dọa vẫn tiếp tục diễn ra. Hai bệnh viện bị đe dọa đánh bom hôm thứ Bảy được lực lượng chức năng kiểm tra kỹ lưỡng, các quan chức cho biết không phát hiện điều gì đáng ngờ. Các mối đe dọa đánh bom hôm thứ Bảy nối tiếp những vụ việc trước đó vào thứ Năm, khi các tòa nhà công quyền phải đóng cửa và các trường học địa phương buộc phải sơ tán. Cảnh sát Springfield cho biết họ đang nỗ lực đảm bảo an toàn và bình an cho tất cả mọi người trong cộng đồng, đồng thời công nhận những ngày qua là thời điểm đặc biệt khó khăn. Vào thứ Sáu, Erica Lee, một phụ nữ tại Springfield, đã công khai xin lỗi vì lan truyền tin đồn không đúng sự thật về người nhập cư Haiti ăn thịt và nuôi. Người này đã đăng lên Facebook về câu chuyện một người bạn của con gái hàng xóm mất con mèo và sau đó tìm thấy nó bị treo bên ngoài nhà của một gia đình Haiti. Tuy nhiên, Lee thừa nhận rằng cô không có thông tin chính xác về sự việc này và câu chuyện trên chỉ là nghe kể lại từ người khác. Lee nói cô hối hận về sự việc này và khẳng định không có ý định kích động thù hận đối với cộng đồng người Haiti. Cô cho biết bản thân không phải là người phân biệt chủng tộc và nhấn mạnh rằng con gái cô là người Lai và chính cô cũng là người da màu Lai và là thành viên của cộng đồng LGBTQ+. Trước đó, thành phố Springfield đã bác bỏ những tin đồn này từ lâu trước khi cựu Tổng thống Donald Trump đưa ra cáo buộc trong cuộc tranh luận với bà Kamala Harris rằng người nhập cư Haiti đang ăn thịt vật nuôi. Người tung tin đồn nói rằng cô không bao giờ ngờ rằng bài đăng trên mạng xã hội của mình lại trở thành ngòi nổ cho những thuyết âm mưu và sự thù hận đối với cộng đồng Haiti. Một số tin đồn về người Haiti có thể đã xuất phát từ một sự việc ở Canton, Ohio, nơi một người đàn ông không liên quan gì đến Haiti bị bắt vì hành động dẫm chết một con mèo và ăn thịt nó vào tháng 8. Bên cạnh đó, một bức ảnh lan truyền về một người đàn ông cầm hai con ngỗng ở Columbus, Ohio,
cũng đã được giải thích rõ ràng bởi cơ quan bảo tồn động vật hoang dã bang Ohio rằng người đàn ông này chỉ đang nhặt hai con ngỗng bị xe tông và không có ý định ăn thịt chúng. Kể từ năm 2017, khoảng 15.000 người nhập cư Haiti đã đến Springfield, một thành phố với dân số 60.000 người, để làm việc trong các nhà máy đóng gói sản phẩm và gia công máy móc. Họ được các nhà máy tại Springfield như Don Fresh Vegetables và các cơ sở gia công ô tô chào đón vì đã giúp lấp đầy chỗ trống nhân sự sau đại dịch COVID-19. Nhiều quốc gia Trung Âu đang đối mặt với nguy cơ lũ lụt lớn nhất trong gần 3 thập kỷ. Các quan chức cho biết mực nước sông dâng cao khiến chính quyền ở nhiều vùng Trung và Đông Âu phải báo động khẩn cấp sau nhiều ngày mưa như trút nước. Tại miền đông Romania, ít nhất 5 người đã thiệt mạng sau những cơn mưa xối xả chưa từng có, khiến hàng trăm người mắc kẹt trong các khu vực ngập lụt. Theo thông tin từ các cơ quan cứu hộ vào thứ Bảy, lực lượng cứu hộ đã nỗ lực hết sức để giải cứu những người dân bị mắc kẹt ở hai tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề là Galati và Vasili. Tại tỉnh Galati, thiệt hại nghiêm trọng nhất đã xảy ra với khoảng 5.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng, 25.000 hộ bị mất điện. Một trực thăng Black Hawk cũng được triển khai để hỗ trợ công tác tìm kiếm và cứu hộ. Cơn bão đã tàn phá 19 địa phương tại 8 tỉnh với gió mạnh làm đổ nhiều cây cối, gây hư hỏng xe cộ và làm tắc nghẽn giao thông. Cơ quan chức năng đã gửi tin nhắn cảnh báo đến cư dân, khuyến cáo họ về tình hình thời tiết nguy hiểm. Tính đến trưa thứ Bảy theo giờ địa phương, hơn 250 người đã được sơ tán với sự hỗ trợ của 700 nhân viên thuộc Bộ Nội vụ. Theo Bộ trưởng Môi trường Romania Mecri Feces, một số khu vực bị ảnh hưởng nặng đã ghi nhận lượng mưa lên tới 160 lít trên mỗi mét vuông, điều rất hiếm xảy ra. Ông Feces đang trên đường đến Galati để đánh giá tình hình và nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu hiện nay là cứu sống càng nhiều người càng tốt. Tại Cộng hòa Séc, mực nước sông dâng cao và gây ngập lụt ở nhiều khu vực khiến hơn 63.000 hộ gia đình bị mất điện. Ủy ban lũ lụt Trung ương đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp, đặc biệt tại khu vực Moravian-Silistan. Các thị trấn và làng mạc khắp Cộng hòa Séc bị ngập và một bệnh viện tại thành phố Brno đã phải sơ tán người dân đến nơi an toàn. Cây cối đổ và lũ lụt cũng làm gián đoạn giao thông trên nhiều tuyến đường sắt. Theo Viện Khí tượng Thủy văn Cộng hòa Séc, đã có 35 địa điểm được ghi nhận bị ngập lụt với mức nước dâng cao nhất tại dãy núi Zireza và Zjezniki. Chính quyền Cộng hòa Séc đã thiết lập các rào chắn kim loại và sử dụng bao cát để bảo vệ các khu vực nguy cơ cao. Thủ tướng Petr Fiala nhấn mạnh rằng đất nước cần phải chuẩn bị cho những tình huống tồi tệ nhất và dự báo một cuối tuần đầy thách thức đang ở phía trước. Tại Ba Lan, hàng chục người đã được sơ tán từ hai ngôi làng gần thị trấn Niessa sau khi mực nước sông dâng cao đáng kể. Chính quyền Ba Lan đã cảnh báo người dân dự trữ lương thực và chuẩn bị cho tình trạng mất điện. Sông Biala, Ruskolaska tại Ba Lan đã vượt mức cảnh báo hơn 2 mét trong đêm, buộc người dân sinh sống gần sông phải sơ tán khẩn cấp. Tại Áo, mưa lớn đã gây ra lượng nước lên tới 80 lít mỗi mét vuông tại khu vực Kamthan và dự báo có thể tăng thêm 200 lít nữa. Mực nước sông trên sông Kham đang ở mức đáng lo ngại và nhiều địa phương đã được tuyên bố là vùng thảm họa. Tình hình trên sông Danube cũng đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến Slovakia và Hungary. Trong khi Slovakia đã triển khai các rào chắn chống lũ ở thủ đô Bratislava. Tại Moldova, mưa lớn cũng đã gây ngập lụt nhiều nhà dân, buộc lực lượng cứu hộ phải bơm nước từ các khu vực ngập. Các nhà khoa học cho biết năm nay châu Âu có mùa hè nóng nhất từng được ghi nhận trên trái đất, một phần do biến đổi khí hậu gây ra. Những thay đổi này khiến thời tiết trở nên cực đoan hơn, với lượng mưa lớn hơn và lũ lụt nghiêm trọng hơn. Trang Al Jazeera đưa tin, theo thông tin từ Thủ tướng Haiti lâm thời Gary Conil vào thứ Bảy, một vụ nổ xe chở dầu rò rỉ xăng tại miền nam nước này đã khiến hơn 15 người thiệt mạng và khoảng 40 người khác bị thương. Theo các nhân chứng, vụ nổ xảy ra khi một nhóm người đang cố gắng thu gom nhiên liệu bị rò rỉ từ chiếc xe chở dầu. Những người bị thương đã nhanh chóng được đưa đến bệnh viện St. Teresa tại thành phố cảng Mirawan, cách thủ đô Port-au-Prince khoảng 100 km về phía tây. Những người bị thương nặng sẽ được chuyển đến các bệnh viện khác trong khu vực để điều trị. Một nhân chứng kể lại rằng chiếc xe tải đã bị thủng bình xăng sau khi va chạm với một phương tiện khác, khiến nhiều người đổ xô đến để thu gom nhiên liệu. Có rất nhiều người xung quanh xe tải và những ai đứng gần đã bị nổ tung. Nhân chứng này thuật lại với kênh tin tức địa phương Echo Haiti Media. Khi được hỏi có bao nhiêu người có thể đã thiệt mạng, nhân chứng này trả lời rằng rất khó xác định do có quá nhiều người, bao gồm cả người đi đường và những người thu gom xăng. Thủ tướng lâm thời Conil gọi đây là một cảnh tượng khủng khiếp trong một bài đăng trên mạng xã hội X sau đó. Vụ nổ này là một trong nhiều thảm họa xe chở dầu tại Haiti trong những năm gần đây. Năm 2021, một vụ nổ xe chở dầu tại thành phố Cap Haitien đã cướp đi sinh mạng của hàng chục người sau khi xe tải trật đường để tránh va chạm với xe máy. Haiti thường xuyên phải đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu, đặc biệt nghiêm trọng do bạo lực leo thang từ các băng đảng ở thủ đô Port-au-Prince và các khu vực xung quanh.
việc giao nhiên liệu đến khu vực Mirawan gần đây cũng đã bị chậm lại, khi các xe tải phải dùng phà để tránh những tuyến đường do băng đảng kiểm soát. Theo thông tin từ truyền hình nhà nước Myanmar hôm thứ Bảy, số người chết do lũ lụt và lở đất ảnh hưởng bởi bão Yagi tại nước này đã lên đến 74 người, trong khi 89 người khác vẫn mất tích. Việc thu thập thông tin gặp nhiều khó khăn khiến nhiều người lo ngại rằng con số thương vong có thể cao hơn. Số liệu chính thức mới được chính quyền quân sự công bố đã tăng gấp đôi so với con số 33 được báo cáo từ hôm thứ Sáu. Bão Yagi trước đó đã tấn công Việt Nam, miền Bắc Thái Lan và Lào, khiến hơn 260 người thiệt mạng và gây thiệt hại nghiêm trọng. Các khu vực trũng thấp ở trung tâm như Mandalay, Bago cũng như Bangshan ở phía đông và thủ đô Naypyitaw đã bị ngập lụt kể từ hôm thứ Tư. Phạm vi thiệt hại vẫn chưa được xác định rõ, nhưng lo ngại số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng. Các phương tiện truyền thông địa phương báo cáo rằng có hơn 100 người đang mất tích. Theo tin tức từ truyền hình nhà nước vào tối thứ Bảy, đã có 24 cầu, 375 trường học, một tu viện Phật giáo, 5 con đập, 4 ngôi chùa, 14 trạm biến áp, 456 cột đèn và hơn 65.000 ngôi nhà bị hư hại do lũ lụt ở các khu vực trung tâm và phía đông Myanmar. Naypyitaw là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi lũ lụt. The Eleven Media của Myanmar cũng báo cáo rằng mưa kỷ lục đã làm hư hại nhiều ngôi chùa tại Bagan, cố đô cổ kính và là di sản thế giới UNESCO, với lượng mưa được cho là nặng nhất trong 60 năm qua, đã làm sụp đổ tường một số ngôi đền có từ nhiều thế kỷ trước. Công tác thống kê thiệt hại và cứu trợ đang gặp khó khăn do Myanmar đang trong tình trạng nội chiến kể từ năm 2021 sau khi quân đội nắm quyền từ chính phủ dân cử của bà Aung San Suu Kyi. Theo các báo cáo, gần 240.000 người đã bị buộc phải rời bỏ nhà cửa từ đầu tháng 9, đã có khoảng 3,4 triệu người phải bỏ nhà cửa ở Myanmar, chủ yếu là do chiến tranh và bất ổn trong những năm gần đây. Myanmar thường xuyên trải qua thời tiết khắc nghiệt trong mùa mưa. Năm 2008, cơn bão Nargis đã cướp đi sinh mạng của hơn 138.000 người. Trong trường hợp đó, chính quyền quân sự đã trì hoãn việc chấp nhận viện trợ quốc tế và khi cuối cùng họ chấp thuận, việc phân phối viện trợ cũng đã bị kiểm soát chặt chẽ. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin an ninh trật tự thế giới ngày hôm nay. Phi Yến chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.